Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay cậu cháu mình ra đồng bắt cua về nấu cháo cua nha mọi người. Cua ở đây không có, hơi có cua cần nha ha. Vô hết cho được. Con cua gì rồi, mấy con khủng long gì hay. Rồi kìa. Cua ở đây không có, hơi có cua cần nữa ha. Ngàn bao bự luôn thiệt. Ấy da. Thôi. Thì sao? Như khủng long vậy. Nè, có lóc cứng nữa thấy ghê không? Ghê. Cua này rất dễ. Trời ơi, chắc cực. Con mấy cua ở đây kình kình không ông ơi. Nó bỏ luôn á. Tao dựng cá chê để chơi không á? Thấy rồi, tao định ăn tao cái gì đâu quá. Có ăn cá cẩn kẹt gì. Cua đợt này bự hơn cua đợt bữa hôm bắt nổi. Cua này cua lâu năm không ha? Nó
chạy đâu đâu. Vớt cho nó cái mỏ ra. Vô cái cáo kìa. Vô được, vô. Rồi cái cáo được. Ừ cũng nhiều nè. Quá trời luôn các bạn thấy nhiều, nhiều hơn đặt trước nữa. Vậy nhiều hơn đặt nó cũng ghê nữa. Cua này cua lâu năm. Cua lâu năm không ạ. Thank you.
chín rồi.